Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, mình đang có mặt ở nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán cây giống chất lượng có địa chỉ tại khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây ổi dứa. Đây là cây ổi dứa choai của trung tâm mình nhé. Cây thì đang cao tầm 1m2 đến 1m5 rồi. Ngoài ra thì bên mình có cả dòng cây giống nữa. Cây giống thì nó nhỏ hơn và chưa phân cành, phân nhánh cũng như là chưa cao như thế này. Trái ổi dứa thì có hình trứng gần giống với trái ổi lê Đài Loan, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn và có vỏ màu xanh dương. Khi mà xoa nhẹ lớp phấn bên ngoài thì quả của nó lại chuyển sang màu xanh lục, và trái nhỏ hơn ổi xá lị, có vị rất là ngọt, hột của nó cũng nhỏ, ăn tương đối là mềm, cho nên là mình có thể ăn cả hột mà không cần phải bỏ. Khi mới nhập khẩu vào Việt Nam thì ổi có tên gọi là ổi New Zealand, cho nên là mọi người hay nhầm tưởng về cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Thực tế thì nó là một cái loại trái cây trồng phổ biến ở khu vực Nam Mỹ. Và cây ổi này thì chịu lạnh, chịu khô hạn rất là giỏi, mọc trên mọi loại đất. Nó ít bệnh và nó kháng được sâu bọ. Cây trồng từ hột thì nó sẽ lâu ra trái. Còn cây chiết cành như thế này thì nó sẽ ra trái sau khoảng tầm 2 đến 3 năm đối với dòng cây giống. Còn cây choai này thì chỉ trồng 1 năm là đã ra trái rồi. Các bạn có nhu cầu mua cây giống ổi dứa thì vui lòng liên hệ đến trung tâm mình để được mua giống và tư vấn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.